Cầm bông phai mô miên nhức bầm phót chẳng đọc khổ nông lộn. Cao sắp phía rối này ca thơ phần này dạc cầm bì phục lô cư ta mở rời dạ ca đặc trình chún phật tật. Đối chân này hai, bà tên mùi châm nuôn đã miên prom bà tốt cho nông mọt xa mọt bán bằng cách sang sang cầm bông phai thông thông đảm bây chì châm nuôi chuối đọc đô phần này dạc cầm ơn trả bà tế ơn trả thuyết đảm bây bà dòi xe tư cách riêng riêng luôn. Chấm nắm cầm bông phai đàm miên xa ca mập hiếp mô miên nhật bông phót tiêm mập hay nông lộp. Miên mùi cứ nơi ẩm rích, bấy cứ nơi ở rốc, hay miên đọc răm nơi ở dì hàng cạt. Bởi dông tám World Shipping Council, hàng cà rộng này cứ chơi cầm bông phai đàm miên xa ca mập hiếp xe được cách mô miên nhật chiên kế bông phót tiêm đọc nông lộp. Tuy đọc, cầm bông phai chê bê là lì cổ rong đủ bay nây bà tê Ả Rập rùm. Cầm bông phai mùi ni trâu bán kê sqoa thai chê cần lãi đai mô miên nhật chân kê bông phót tí đọc nông lộ. Chầm nuôn tùm ninh đai chlong kà tí nô khăn nông mùi chân nam trâu bán kê bán bà man tham miên chầm nuôn đọc bay chạch học sập ram liên công tờ nở. Cầm bông phai đai mô miên nhật nâng thông nhân kê bông phót khăn nông đâm bán mạch chăm bộ bia mùi ni. Miền tì tăng thân ở Krong, Dubai, nơi bà tế Ả Rập rùm, đại bàn bác đồng nà ca tăng vì chân nam mùi quân trong bộ rối chất sắp trong bộ lệ. Vì đào tùa giang xong khăn, khăn nông ca đặc ai văn vì bà tế Ả Rập rùm, tờ can bà tế nế nế nở lơ bị phục lộ. Tí đọc, cầm phong phai thiên chinh bà tế chân. Thiên chinh trở bàn kê sqo tha cư chìa cầm phong phai đại mô miền nhật chân kê bông phát tì trong bộ khăn nông lộ. Chấm nuôn tùm nênh đại lòng cắt cầm bông phai này khăn ông mùi chân nam trâu bán kê bán bảo mạng tham miên chấm nuôn đọc bay chói đọc bảo buôn liên công thần ở. Thiên chín cư chơi cầm bông phai đồ thông chân kê bông phót mùi nở phía càng chân bảo tế chân. Đại miên tùm nẹ tùm nông dạng chất sát từ càng tì cọng phê càng. Vì miên chấm ngay bảo mạng chìa mở rồi chất sắp km bì cọng phê càng hay học sắp km bì cọng thiên chín đàm đòn. Cầm bông phái ni bán đầm nà ca tăng vì chân nam mùi quân bàm bay rồi học sập mộng lại. Tí bàm bay, cầm bông phái kinh đạo bà tê chân. Cầm bông phái đã mở miên nhật chân kê bòm phót tí bàm bay khăn lộp mùi ni miên chậm nôn tùm ninh đại lòng ca khăn ông mùi chân nam bàm mán chia đập bà răm chạy hà sập bì liên công tờ nở. Cầm bông phái ni thất khăn ông sầm mật lương bà tê chân chậm ngài bàm mán chia 60 km bì khát sàn tùng. Hai mối này, miền tùm nẹ tùm nông giang, một miền nhật chìa mùi phai đầu tây tiết nông bị phục lộ. Chỉ bị xét, cầm bông phai nơi Krong Hong Kong nâng cầm bông phai Busan nơi bà tê Cô Rê Khăn Thủ Bộ. Tiếp rằng bì, cầm bông phai nơi Krong Hong Kong. Cầm bông phai nơi Krong Hong Kong trâu bàn kê chạp tộc tha chìa cầm bông phai đa một miền nhật chìa kê bông phót tiếp rằng bì khăn lộ. Chấm nuôn tùm ninh đại cho lòng cắt cầm bông phái này khăn ông mùi chân nắm tờ râu kê bàm bảo mạng tham miên bỏ hai mà phai phí cho nhau xam sắp răm liên công tần ở. Cầm bông phái tức cho râu mùi ni sắc nông sở mật chân khẳng tập bông cứ cho cầm bông phái đọc xâm khăn bằng phót ở rộ bọc Krong Hong Kong đại chùi áp hi vọt sở được cách đất tùm ninh xâm khăn tự can bỏ tê đọc tế xên chết nở lớp bị phục lộ. Cầm bông phái này mình ta râm tại đặc tùm nền tệ tại có chế tí trang đặc nhiều tên cho nâng đặc ảo vụt từ can bà tê xinh xinh phỏng lại. Tiếp rằng mùi, cầm bông phái Busan bà tê Cô Rê Khăn Thủ Bộ. Busan cứ chế cầm bông phái đai mở miền nhật chân kê bông phát tiếp rằng mùi khăn ông lột. Chùm nôn tùm nền đại cho lòng các cầm bông phái này khăn ông mùi chân nam trâu bán kê bàm bà mạng thảm miên đọc rằm phở chách hốc sắp rằm buôn liên công tần ở. Cầm bông phái Busan đã bác tăng bị chân nam mùi quân bằng bày rồi chất tập bằng mùi mộng mà lẽ nút. Cứ chứ cầm bông phái đo xong khăn bằng phát rô bọc Cô Rê Khăn Thủ Bộ đã tục nâng đọc đồ tùm nâng rộp liên tàu chìa mùi bị phục lộn. Vì xe chìa mùi nâng xã rốt Ảm Rê chìa phân hô lõng nâng Krong Siêng Hai rô bọc bà tế chân phòng đại. Tiếp rằng, cầm bông phái Quang Su bà tế chân. Cầm bông phái Quang Su trâu kê sqo thay cứ chứ cầm bông phái đa mô miền nhật chân kê bằng phát tiếp rằng không lộn. Chấm nuôn tùm nến đại cho lòng cắt cầm bông phai này khăn ông mùi chân nam tờ râu bán kê bà bảo mạng tham miên bảo hát đọc răm cho nhau xam xa mùi liên công tờ nở.
ទី4កំពង់ផែនិងបូស៊ូសានប្រទេសចិនកំពង់ផែមួយនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាផែដែលមានញឹកជាងគេបំផុតទី4ក្នុងលោកចំនួនទំនិញដែលឆ្លងកាត់ផែមួយនេះក្នុង១ឆ្នាំ១ឆ្នាំត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានដប់ប្រាំពីរចុចសាមសិបបីលានកុងតឺន័រកំពង់ផែនេះបានផ្ទុកនឹងដឹកទំនិញរាប់លានតោនក្នុង១ឆ្នាំ១ឆ្នាំពិសេសទៅកាន់អាមេរិកខាងត្បូងនិងអាមេរិកខាងជើងរួមទាំងទ្វីបអូសេអនីផងដែរ ទី3កំពង់ផែសិនចិនត្រូវគេស្គាល់ថាគឺជាកំពង់ផែដែលមានញឹកជាងគេបំផុតទី3ក្នុងលោកចំនួនទំនិញដែលឆ្លងកាត់កំពង់ផែនេះក្នុង១ឆ្នាំ១ឆ្នាំត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានប្រហែល២៣.២៨លានកុងតឺន័រស្ថិតក្នុងខេត្តគួងតុងភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនកំពង់ផែមួយនេះត្រូវគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានកប៉ាល់ចេញចូលប្រហែលជា៥៦០គ្រឿងរៀងរាល់ខែ ទី2កំពង់ផែប្រទេសសិង្ហបុរីកំពង់ផែប្រទេសសិង្ហបុរីត្រូវគេចាត់ទុកថាជាកំពង់ផែដែលមានញឹកជាងគេបំផុតទី2ក្នុងលោកចំនួនទំនិញដែលឆ្លងកាត់កំពង់ផែនេះក្នុង១ឆ្នាំ១ឆ្នាំត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមាន៣៧.៦លានកុងតឺន័រនេះជាកំពង់ផែដែលមានញឹកបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយមានញឹកបំផុតទី2ក្នុងលោក កិត្តិកម្មឆ្នាំ២៨កំពង់ផែនេះមានទំនាក់ទំនង១២៣ប្រទេសទៅកាន់៦ទ្វីបដឹកទំនិញជាច្រើនទៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងពិភពលោកយ៉ាងនេះវាគឺជាទីតាំងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់បំផុតរបស់សេដ្ឋកិច្ចសិង្ហបុរីដែលជួយឲ្យប្រទេសនេះក្លាយជាចំណោមប្រទេសគោលនីយទាំង៤នៅអាស៊ីផងដែរទី១កំពង់ផែក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិន កំពង់ផែក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិនមួយនេះត្រូវគេស្គាល់ថាជាកំពង់ផែដែលមានញឹកជាងគេបំផុតលេខ១លើលោកចំនួនទំនិញដែលឆ្លងកាត់កំពង់ផែនេះក្នុង១ឆ្នាំ១ឆ្នាំត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមាន៣៦៧លានកុងតឺន័រកំពង់ផែដែលមានញឹកបំផុតក្នុងលោកមួយនេះបានដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ១៨៤១ម្ល៉េះហើយសព្វថ្ងៃនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន ឆាហៃអ៊ីនធឺណាសិនណលផតខំពានីអិលធីឌីដែលគឺជាបេះដូងបណ្ដុំសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនដែលមិនអាចខ្វះបានសូមអរគុណដែលបានតាមដានរហូតដល់ចប់ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកយើងផលិតវីដេអូបន្តទៀតសូមចុច like និង subscribe ម្យ៉ាងទៀតប្រសិនបើមានសំណួរឬសំណូមពរសូមខមមិនខាងក្រោមសូមអរគុណ